nói cái ngạo cái mình đóng giống như cái gì ấy, tivi mình với tủ lạnh rồi máy lạnh rồi đó, mình chỉ đã cần đẩy nhẹ đẩy lên à, rồi mình không dám kiểu như lỡ sẽ phải vào đường Nguyễn Đình Chiểu. Chiều 800m nữa. Mình đi lạc ra. Đi lạc chỗ này nè. Cái không có chưa tới chỗ quẹo nó quẹo rồi, nó quẹo đây. À. Nên là tại vì mình không biết chỗ ăn luôn. Đúng rồi, mình biết chỗ ăn là đúng chứ mình biết chỗ nào thôi. Ăn lẩu gà đi, lẩu gà lá é vậy đó. 300m nữa sẽ trái vào Hùng Vương quốc lộ 20. Trời, con gì cũng được hết á, ăn lẩu không khiết gì. Nước. Đi tiếp quốc lộ 27C 2 km nữa. Giống vô đội xong hay mổ quá ta. Hồi đó hôm qua đi đó. Qua đi ngang cái chợ đó ôm cái cua. Đường Hồ Xuân Hương phải không? Rẽ phải. Dưới trong đó anh Sương để đường. Hắn để đường để cái địa điểm